Sửa gọng kính gãy thì mất bao nhiêu tiền? Ở đây trường hợp này chúng ta gì không? Quan trọng làm sao để chúng ta có kính chúng ta đeo. Và nếu mà chúng ta không biết chỗ thì cuối cùng là chúng ta mất nhiều tiền mà vẫn chưa có kính đeo. Thậm chí chúng ta làm sao? Hàn xong về chúng ta đeo không được vì nó lỏng, hoặc là nó bị méo, hoặc là nó nhìn nó xấu, hay là hàn xong rồi nó bị lệch ấy, thì chúng ta vẫn không đeo được. Thế chúng ta chọn làm sao để cho nó phù hợp, nơi uy tín mà đưa đến gửi cái kính đó cho họ hàn, hàn đến 2 đến 3 ngày thì xong. Thì trong cái chi phí mà để hàn một cái gọng kính mà giống như kim loại thông thường thì rơi vào 5-70 nghìn một mối nhá, một cái chỗ hàn ấy. Còn có những cái kính nó có nhiều chỗ cần phải hàn thì mỗi một mối như vậy thì là tính tiền riêng, bao nhiêu mối thì tính bấy nhiêu tiền đấy. Nhiều kính mà nó gãy đến nỗi mà gãy 2-3 mối luôn, các bạn làm là hàn nó mất nhiều tiền hơn mua cái kính mới. Nên tùy theo cái mà chúng ta hàn, chứ không phải cái nào chúng ta cũng mang đến hàn. Và hàn xong thì chúng ta sẽ thấy là sao ạ? Chỗ hàn nó bị đen, nó bị sét, cho mình cái cảm giác là thiếu thẩm mỹ, chưa được đẹp giống như kính mới. Còn hàn xong mà chúng ta có một cái đánh bóng, có một cái làm cho nó sạch thì nó sẽ đẹp hầu như là tới 80-90% thôi, chứ cũng không được như mới. Nhưng một cái điều đặc biệt nữa ở đây chúng ta chú ý cho những bạn mà đang đeo kính hàn hoặc là chuẩn bị kính hàn, thì cái mối hàn đó hầu như nó không có chắc chắn lắm đâu. Chúng ta hàn để cho đẹp, và chúng ta hàn để giữ lại kỷ niệm, và chúng ta hàn để chúng ta có một cái kính chúng ta đeo đỡ, và chúng ta hàn để chúng ta giữ lại những cái mà chúng ta đang đeo để quen việc với cái kính đó rồi, thì nên chúng ta hàn. Và cái khả năng mà nó gãy lại trong thời gian sắp tới chúng ta đeo ở ngay cái chỗ đó là rất là cao. Nhiều anh chị đã bảo sao hàn mau gãy thế, thì tùy theo cái mối hàn đấy mà chúng ta chỉnh sửa làm sao cho nó phù hợp, nhưng nó sẽ rất là dễ bị gãy lại ở ngay chỗ đấy. Nên chúng ta chú ý phần này, nếu mà được thì chúng ta sẽ làm một cái kính mới sau cua thêm, đúng không ạ?